Dạ, xin chào tất cả kênh Cần Thủ đã quay trở lại với video 1297 của shop em nha anh. Và video hôm nay thì đầu video cũng sẽ lên ba cái cây cán vợt nha. Thì cán vợt phôi phíp hôm nay á, là để đồng giá cho khách 250.000 miễn phí ship luôn nha. Đây là mình tranh thủ mình xem chốt sớm này để mình gửi cho nó kịp trước lễ nha các. Nếu là các anh trong nội thành. Và cần câu tay, cần tay carbon, cần câu lua máy đứng, máy ngang. Còn hàng carbon hết nha, hàng carbon này. Và còn câu lục ba khúc, còn xăng tra. Còn này là đánh giải nha các. Câu giải, câu tra dầu, tra bò này, đánh dịch vụ rất là hiệu quả luôn. Và em sẽ lên cuối video nha, các anh nhớ đón xem ạ. Và giá bên em báo chưa có bao gồm phí ship đối với mỗi đơn cần sẽ là 40.000 một đơn. Còn đơn máy câu phụ kiện 30.000 nha các anh. Mình đặt từ hai sản phẩm trở lên thì em miễn phí ship nha. Hoặc là thanh toán trước đối với những cái đơn máy hoặc là cần. Còn riêng những phụ kiện như này á, thì vẫn như cũ trên 500 mới miễn ship được nha các anh. Vì hàng phụ kiện bên em bán lấy tương tác thôi ạ. Và số điện thoại để chốt đơn các anh vui lòng liên hệ 0982437343. Và mã số video 1297 thì em sẽ ghi ở bên góc trái này. Mình chốt đơn mình báo giúp em cái mã video nha các anh để em gửi hàng cho chính xác nha. Và đầu tiên sẽ là dòng cước lụa của Asso nha. Dòng này bên em bán rất là chạy tại vì cái chất lượng của nó nha các anh. Chống xoắn và chống xước tốt gấp 20 lần cước thường nha, so với cước thường. Nhưng mà giá thì nó không chênh lệch nhiều. Nếu mà được thì các anh trải nghiệm câu thử cái dòng cước lụa này nha. Axon, hàng nội địa Nhật, đường kính dây 0.35mm và size cước là size 5 chấm ạ. Size 5 chấm. Một cuộn như này của nó là 600 mét dây luôn nha các anh, rất là nhiều. Hàng mới chưa qua sử dụng nên là sẽ đủ mét dây cho mình ạ. Đường kính 0.35 thì tương đương với size 5 chấm và sức tải cá là 8,3 kg cá ạ. Cái sợi nó dai lắm các anh, sợi dai mịn cực kỳ luôn. Với lại nó chống xoắn, chống xước tốt gấp 20 lần cước thường. Được thì các anh trải nghiệm thử một cuộn nha. 600 mét dây giá chỉ 190.000. 190.000 cuộn này mã số 1 ạ, 190.000. Và tiếp theo mã số 2 thì em giới thiệu đến các anh là thẻo câu dò gì, câu cá đối, cá cháp, cá hanh này, dòng Gato nha. Gato. Và lưỡi thì sử dụng là lưỡi size số 4. Cái kích thước lưỡi này á các anh, chiều dài của nó sẽ là hơn 1 ô, còn chiều rộng là gần 1 ô nha. Dài sẽ là hơn 1 ô. Cái thước chiều dài thì nó hơn 1 ô, còn chiều rộng sẽ là gần 1 ô nha các anh. Cái lưỡi này nó có ngạnh luôn nha. Lưỡi này có ngạnh luôn. Này. Nó sẽ là nguyên một cái chùm thẻo như này, một chùm thẻo 10 lưỡi luôn nha các anh. Đấy, 10 lưỡi. Và lưỡi thì sử dụng là lưỡi size số 4 này, size số 4 nha. Một combo như này thì em có tới tận là 20 vĩ cho mình, một combo 20 vĩ có giá là 99.000. Một combo 20 vĩ mã số 2 nha các anh, giá là 99.000 ạ. Và tiếp theo mã số 3, số 3 thì em có đây là lưỡi câu của BVLC và chuyên câu săn hàng cá lớn nha các anh. Chuyên săn hàng cá lớn thì các anh dùng dòng lưỡi này hợp lý này. Hoặc là câu biển câu cá tra sông ở những chỗ mà hay vướng á các anh, thì mình dùng lưỡi này cho nó đỡ hao nha. Hơn 300 lưỡi luôn mà giá thì chỉ có 99.000 thôi, rất là đỡ hao. Nào các anh xem ạ. Nó sẽ có cái lỗ sọ cước nha các anh, với lại thân lưỡi thì rất là dày dặn chắc chắn luôn, cực kỳ dày dặn chắc chắn, với lại có lỗ sọ cước này, lưỡi có ngạnh. Khi mà đặt trên vỏ ly thì nó sẽ là 3 ô rưỡi, 4 ô với lại 4 ô rưỡi ô ly vỡ nha các anh. Các anh cứ nhìn trên vỏ ly mình hình dung cái kích thước thực tế nha. Một combo thì sẽ có 3 size, size 10, 11 và 12. Một combo tới tận 3 size nè. Đây là mã số 3 nha các anh. Mã số 3 có giá là 99.000. Combo này có mã số 3 giá là 99.000 ạ. Và tiếp theo mã số 4. Số 4 thì em có một con máy Ultra nha các anh. Ultra Speed C4000. Size thực 4.000 ạ. Vòng tua của máy này là 5.2 nha các anh. Và cấu tạo thân là carbon, còn cối là dạng cối kim loại. Cối với tay quay sẽ là kim loại nha các anh. Có thể đảo chiều được, đảo bên trái bên phải đều được luôn. Dòng máy 4.000 nha các anh. 4.000. Gạt cước này rất là chắc chắn luôn nha các anh. Còn rất là nhạy, con lăn vẫn còn sáng bóng này. Và máy thì rất là êm mượt luôn nha các anh. Này, em quay trên video như nào á, em sẽ gửi hàng cho các anh như vậy nha. Quay nhẹ tên luôn này. Không có một tiếng xào hay là lắc gì đâu nha các anh. Máy em ru à. Nhận hàng cứ kiểm tra hàng nha, đúng như trên video mới thanh toán giúp em nha. Còn đây là hai chiều ạ. Một chiều, hai chiều hoạt động tốt. Và máy câu này có mã số 4 nha các anh.
Máy công mã số 4 có giá là 270.000, còn máy công mã số 4 có giá là 270.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 5. Số 5 thì em giới thiệu đến các em một con máy câu lua nha, một con máy câu lua size 2500, và máy này là máy tay quay đôi nha các, chuyên lua ạ. Cái cổ nó này tiếng kêu len keng rất là bén luôn nha. Dòng Comlec 2500S ạ. Size thực là size 2005 luôn á các. Vì hôm nay em cũng có lên mấy cái mẫu cần lua máy đứng á, cho nên là em lên cả máy luôn luôn. Anh nào lấy cả bộ thì em miễn phí ship nha. Hàng bên em là sát giá hết rồi nha các, không có cái nào đôn giá hết, là hai sản phẩm thì em chỉ free ship thôi, không bớt được nha. Dòng Takumi này, Takumi size 2500. Máy tay quay đôi rất là phù hợp để các anh thao tác đánh lua luôn, và bên này con ốc nó dài nha các anh, để nó giữ cân bằng máy với lại nó chống độ máy, quá phù hợp để đánh lua. Em test các hoạt động này, gạt cước con lăn, cố thì sáng bóng luôn các anh. Video quay như nào gửi hàng như vậy nha. Máy này thì nó có vòng tua là 5.2 ạ. Vòng tua 5.2, quay nhẹ tê này, không sao không lắc tí nào hết, chạy 4+1 bạc đạn. Còn đây là hai chiều. Hỗ trợ tải cá cực kỳ khỏe luôn nha các anh. Xa 2500. Và máy câu mã số 5 có giá là 500.000, còn máy câu mã số 5 này có giá 500.000 ạ. Tiếp theo mã số 6 thì là một con máy 6.000 nha các anh, chuyên bạc bãi nè, hoặc các anh câu lăng xê, câu ba tiêu đều được hết. Nói chung là câu đa dạng lắm. Size 6.000 thì thấy đánh cũng đa dạng. Gài cước con lăng vẫn còn mới đẹp ạ. Dòng máy gold 6.000 và vòng tua của máy là 5.2 nha các anh. Đây là hoạt động, có chốt chặn một chiều này. Và máy này thì các anh có thể đảo chiều tay quay được luôn, mình đảo bên trái bên phải đều được hết. Đây là hai chiều của máy, một chiều hai chiều êm ru luôn nha các anh, không xào lắc không lỗi lầm ạ. Và máy câu này có mã số 6 có giá là 260.000, còn máy câu mã số 6 nha các anh có giá là 260.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 7. Số 7 thì em lên cho các anh một con máy size 3.000 nha, dòng máy Uncha 3.000 ạ. Máy này size thực của nó là 3.000 luôn á các anh, cũng là dòng cố kim loại. Xoay máy này, tay quay này thì gập được nha, mình chỉ cần ấn lúc này mình sẽ gập cái tay quay vào được. Còn đây là mở tay quay ra nè các anh, quay nhẹ tê nè, không có xào lắc tí nào hết. Nhận hàng cứ kiểm tra giùm em nha, đúng như trên video mới thanh toán. Vòng tua của máy là 5.2 ạ, tốc độ thu dây nhanh nha các anh, với lại sẵn dây rồi, sẵn dây cứu rồi, về các anh chỉ việc câu thôi. Con máy size 3.000 mã số 7 có giá là 260.000, 260.000 con máy này nha các anh, mã số 7 ạ, có giá là 260. Và tiếp theo bây giờ em sẽ lên nào. Đầu tiên là ba cây cán vợt này. Cán vợt hôm nay để đồng giá cho các anh là 250.000, miễn phí ship luôn. Còn nào mà muốn có cả cái mặt vợt mà nó phù hợp với lại cán này thì bên em cũng có nha. Mình thêm 50.000 nữa là chẳng 300, 300 là cả bộ luôn, cả cán cả mặt vợt. Đầu tiên là cái cán vợt Shimano nha các anh. Cán này thì cái chiều dài sẽ là 2m35 nha. Em đo chiều dài thực em báo cho các anh ạ, 2m35. Ngắn ngắn như này thì các anh cứ yên tâm, ra thẳng tắp à, cứng cáp cực kỳ luôn. Để các anh móc cá hoặc là dùng để mình móc cái mặt vợt vào, mình vớt cá này đều được hết. Chế cái cây móc bèo cũng được nha các anh, tiện lợi cực kỳ luôn. Đầu ren thì sử dụng là ren 8 ạ. Shimano chiều dài thực 2m35. Và phần cán tay cầm thì được quấn chỉ dài cực kỳ chắc tay này, cầm rất là chắc tay luôn. Trọng lượng của cây này nó là 213g và mã số 1 250.000. Mã số 1 250.000 ạ. Cái mặt vợt á, thì đường kính nó sẽ là 40cm nha các anh, đường kính 40. Anh nào lấy cả mặt vợt thì cả bộ là 300, còn cán lẻ thì cứ 250 miễn ship nha. Rồi tiếp theo cây này là cây đa hoa này. Đa hoa và chiều dài thực của cây này nó là 2m3 các anh. Chiều dài thực 2m3, có tổng cộng là 3 lóng. Tổng cộng 3 lóng cho mình ạ. Chiều dài thực 2m3, hãng đa hoa nha, cứng cáp chắc chắn lắm các anh, nó không có cong ven tí nào luôn, hàng cứng cáp cực kỳ, dùng đa dạng lắm từ nhu cầu sử dụng của các anh ạ. Và cái cán này có mã số 2, mã số 2 có giá là 250.000 miễn phí ship, 250.000 miễn phí ship cán vợt mã số 2 ạ. Tiếp theo mã số 3 thì có cái cán này là dài 2m4 nha các anh, cán vợt chiều dài 2m4 cũng 3 lóng luôn, cũng 3 lóng. Và cái này phô phíp đỏ đẹp lắm các anh, đẹp cực kỳ. Phô phíp đỏ này, ba lóng nha, ba lóng.
chiều dài là 2m4 ạ. 2m4. Đầu ren thì sử dụng là ren 8 nha các. Đầu ren 8 và cái 2m4 này giá cũng là 250.000. Mã số 3 có giá là 250.000 ạ. Và tiếp theo mã số 4 lên cho các anh một cây ISO nha. Cần ISO Sabiki có chiều dài là 3m6, độ cứng 2. Cái này thì khoen bắt hãng nha các. Còn này á, canh câu đơn này, câu đơn, câu góc phao hoặc là câu câu gệt. Hoặc nếu các anh không thích câu máy nữa thì mình có thể tháo khoen. Mình có thể tháo khoen. Các anh có thể tháo khoen ra, mình hạ làm cần tay, mình câu đơn đài cũng được nha. Và cây 3m6 cứng 2 này nếu mà các anh hạ tay đơn đài á, nó khoảng tầm 4h ạ. Nói chung hàng bãi đã qua chinh chiến rồi thì không có tránh khỏi mấy cái vết xước xát đâu các anh. Quan trọng là chất lượng phôi vẫn còn tốt nè, không có dọc gãy gì hết, cho mình là ok nha. Mình nhận hàng được kiểm tra mà, nên các anh cứ kiểm tra thoải mái. Không hề có vết dập gãy nào hết. Promarin 36. Đọt cần là 1.4 ly, trọng lượng 132g, mã số 4. Mã số 4 và giá cần là 300.000. Cây này mã số 4 hàng carbon nha các anh, 300. Tiếp theo số 5, số 5 là một cây 4m5, 4m5 dòng Master. Master 4m5 cứng 2 ạ. Bắt hãng luôn. Khoen của cây này nó cũng là khoen hãng. Khoen bắt hãng ạ. Cái bộ khoen nó sẽ là như này nha các. Nó có 3 cái khoen bên dưới là khoen hãng, khoen kim loại. Còn 3 cái khoen trên này thì chắc là thay, chắc là gãy đọt một tí xíu các. Nên là thay thành khoen Fuji xứ xám. Còn khoen bên dưới này là khoen zin theo cần này. Bên dưới là khoen zin theo cần. Tình trạng về như nào em báo như vậy nha các. Vì giá nó cũng theo tình trạng cần rồi. Còn mình về muốn độ chế gì thêm thì tùy nhu cầu sử dụng của các anh nha. Và cây này thì nó có 4 lóng. Có 4 lóng tất cả ạ. Chiều dài 4m5 cứng 2. Nếu mà hạ tay á, hạ tay thì khoảng tầm là 4h nha các. Hạ tay 4h. Và thông số ngọn cần 1.8 ly, trọng lượng 235g. Mã cần câu số 5 có giá là 386.000. 386 nha các. Mã cần câu số 5 386.000. Tiếp theo số 6 thì có cây đai qua ạ. ISO Daiwa dòng Liberty ISO, chiều dài 5m3, độ cứng 1.5 và bát thì sử dụng là bát Fuji FS6 dạng bát gập ạ. Liberty nha các. Cây này hàng China xuất thị trường Nhật này. Nó có mã code tem vàng và các anh cứ yên tâm, tại vì hàng phải đạt tiêu chuẩn từ quy trình sản xuất này cho đến tiêu chuẩn với lại chất lượng cần thì đều phải đạt theo Nhật hết mới xuất sang được, mới có tem vàng nha. Hàng chuẩn hãng Daiwa, Daiwa Liberty ạ. Chỉ là cái nhà máy đặt gia công thì nằm ở China thôi các. Và cái này thì có tổng cộng là 6 lóng với lại 4 cái khoen chạy. Nước sơn màu bạc nè, vẫn còn tương đối sáng, không có quá say xước nha. Còn tương đối sáng. 5m3, cứng 1.5. Nếu mà hạ tay thì cái này cũng được 4h, 3.5 đến 4h nếu mà hạ tay. Daiwa Liberty ạ. Đọt cần là đọt 1.0. 1.3 ly, trọng lượng sẽ là 209g. Cây cần câu mã số 6 có giá 590.000. Mã cần số 6 giá là 590.000 ạ. Còn ISO carbon khoen bé. Mã số 6 590.000. Và tiếp theo mã số 7. Số 7 thì em có cây cần rút dây trong nha các anh. Cần câu rút dây trong 2m1, độ cứng 30. Cây này thì là hàng của Hàn Quốc sản xuất nha. Dòng New Forest. New Forest này là của Hàn Quốc sản xuất nè các anh. Made in Korea. Bát xịn luôn, bát Fuji stainless dạng bát gập. Thông số ngọn là 2.2 ly, trọng lượng là 157g. Còn carbon nha, dây trong này rất là hiếm hàng flip luôn nha các anh. Rất là hiếm hàng flip, đa số là hàng carbon hết. Hai lóng này, dạng cần rút, 2m1 cứng 30. Ngọn là 2 ly 2, 197g, à không 157g, mã số 7. Và giá cần là 390.000, mã cần câu số 7 có giá 390.000 ạ. Tiếp theo mã số 8 thì có cây Promarin nha các anh, đều cần Heichi, còn Heichi dây trong 2 carbon rod, dài 1m8, độ cứng 20, bát Fuji FS6 và bát gập. Heichi dây trong ạ. Nước sơn màu bạc, còn viền là viền xanh đẹp nha các anh. Nước sơn bạc, viền xanh đẹp. Cái này thì thông số ngọn sẽ là ngọn 2 ly nha các anh, cứng 20, ngọn tầm 2 ly carbon rod này.
vì dây trong á, mình câu mình phải luồn dây vào bên trong cái lóng cần như này, cho nên là cái thân nó phải to, đọt nó cũng sẽ to theo. Nhưng mà về độ cứng thì nó vẫn sẽ chuẩn là cứng 20 nha các anh, chứ nó không có bị quá cứng đâu nha. Mình yên tâm, độ cứng thì nó vẫn chuẩn. Và trọng lượng của cây này là 126g, cần câu mã số 8 có giá là 390.000, mã cần số 8 390.000 ạ. Tiếp theo số 9. Số 9 thì có một cây cần một khúc máy ngang nha các. Cần một khúc máy ngang luôn. Hàng nội địa Nhật, Japan này. Miya Airport Fishing Rod. Chiều dài 1m1 cứng 80 ạ. Chiều dài 1m1 cứng 80. Dàn khoen cực kỳ chất lượng luôn các anh. Khoen 3 chân Fuji loại xứ sán. Với lại cái này em thấy độ mới nó còn cao lắm, phải tầm 95% luôn, còn đẹp lắm các. Cái này các anh đi đi tàu, đi thuyền á, mình đứng trên tàu, trên thuyền mình câu chích rất là hiệu quả nha. Đoạn dẻo dai này, chịu lực rất là tốt. Alo thì alo xích luôn, chống xoắn dây. Chống xoắn dây tốt ạ. Alo xích còn khoen Fuji xứ sán ạ. Bát thì sử dụng là bát Fuji Gold, bát vặn. Máy ngang nên là bên dưới nó sẽ có cái tay cò nha các anh, để các anh có cái điện tựa này. Và phần cán tay cầm sử dụng là dạng cán mút toàn thân hay phần cán tay cầm. Thông số ngọn cần 2 ly 3, trọng lượng 245g. Mã cần câu số 9 650.000 cái này. Mã số 9 giá cần 650.000. Tiếp theo số 10 cũng là cây cần 1 phút luôn các anh. 1m2 cứng 30 nha. Dòng hành đi 1m2 cứng 30. Đây. Vì cần này nó sẽ không có cái đây, nó có thông số độ cứng này. Em để cong cái ngọn cần cho các anh dễ hình dung nha. 1m8 cứng 30. Và dàn khoen thì sử dụng toàn bộ là khoen Fuji xứ đen hết ạ. Dàn khoen Fuji loại xứ đen. Bát cũng là bát Fuji luôn. Cái này khoen bát Fuji ngon lành này. Đọt 1.1 ly, trọng lượng cần là 225g. Mã số 10 giá 490.000. Mã cần số 10 giá 490.000 ạ. Và tiếp theo số 11 lên cho các anh cây cần câu tay hàng chính hãng Gò Đất nha các anh. Vì em mua được giá thanh lý cho nên là giá nó rẻ hơn rất là nhiều so với trên web nha. Các anh có thể tham khảo. Cái này là hàng em mua thanh lý, hàng mới chưa có qua sử dụng nha các anh. Chứ là để trong kho là với lại vận chuyển về thì nó sẽ hơi dính bụi thôi. Chứ hàng này thì vẫn còn mới chưa sử dụng. Dòng Fishing Rod này. Nó có cái tem chống hàng giả nha các anh. Có cái tem chống hàng giả này. Ở bên dưới nó sẽ có dãy chữ số. Đây là tem chống hàng giả của Gò Đất, hàng chính hãng ạ. Dòng màu Quanxi, chiều dài 36. Có nắp chụp nha các anh. Nắp chụp đi kèm đầy đủ luôn. Cái này các anh cứ tra trên các web mình tham khảo thử này. Giá hơn 1 triệu nha. Hơn 1 triệu. Không tham khảo ở trên các web đảm bảo hơn 1 triệu. Vì mua được giá thanh lý nên là sẽ có giá mềm hơn để các anh trải nghiệm. Và thông số ngọn cần là 1.8 ly ạ. Ngọc 1.8 ly, dài 36 nha các anh, Gò Đất 36. Ngọc 1 ly 8 và có tổng cộng 4 lóng này. Cây này là hàng chuẩn vừa cứng luôn các anh. Chắc phải tầm 6-7H luôn. 6-7H quá cứng luôn nha. Gò Đất 36. Hàng thanh lý này là không có số lượng nha các anh. Mỗi mẫu như này chỉ có một cây duy nhất thôi. Một cây duy nhất. Cây này 650.000, đầu to 1 ly 8. Mã số 11, 650.000, cây Gò Đất 36 này ạ. Và tiếp theo mã số 12. 12 nha các anh. 12 là cây cần câu tay còn full hộp luôn. Cây kia vì mất hộp cho nên là mới có giá 6,5 nha các anh. Bình thường là cũng thanh lý nha, cũng tầm 900, 950 á. Giờ mất hộp là để các anh 650 nhanh nha. Rồi tiếp theo là cây 4H, cây 4H 36. Còn 4H 36. Này 36 này, thu gọn là 1m04. 4 lóng, đầu 1.2 ly, gốc là 23.6 ly, còn trọng lượng là 68g, thông số của 36 này các. Giá tại cửa hàng là hơn 1,1 triệu nha. Hơn 1,1 triệu. Đây để mà tháo cho các anh xem. Bên trong nó có cái túi vải nữa, cái túi vải để các anh đựng cần. Mình đem đi câu á cho nó đỡ xước. Đầu 1 ly 2, 68g thì phải. 68g. 36 độ cứng 4H ạ. Đây là tên hãng này các. Tên hãng phôi carbon xoắn toàn thân và có nắp chụp đi kèm ạ. Dòng 2 carbon fishing rod.
phôi lóng đều là carbon xoắn nha các, nó xoắn nổi toàn thân luôn. Phôi lóng carbon xoắn. Đo 1.2 ly 68g và cây này có mã cần số 12. Mã cần câu số 12 có giá là 990. Thì cân đựng của cái này là 900 nha các. Còn câu mã số 12 có giá là 900.000. Mã cần 12 giá còn 900.000 ạ. Và tiếp theo mã số 13. 13 là cần của G Đức nè các. Cần của G Đức luôn, chiều dài 3m6. Hàng này là hàng cứng 6H ạ. Hàng cứng 6H. 3m6, 4 lóng, thu gọng 1m08, trọng lượng là 90g, đọt là 1.8 ly, gốc 23 ly nha. Cái này thông số nhất tỉnh của nó là 2000g, nghĩa là 2kg nha các. 2kg. Dài 3m6, độ cứng 6H ạ. Này để em lấy cần ra cho anh xem chi tiết nha. Cờ đứt. Cái này giá bán tại cửa hàng của nó cũng cao lắm á các. Chứ còn túi luôn, còn cái túi màu vàng zin đi kèm luôn. Hàng này chưa qua sử dụng đâu nha. Chưa qua sử dụng. Nè các anh xem nè, giá bán tại cửa hàng là 1.990.000, gần 2 triệu cây này giá bán tại cửa hàng nha các. Đây, mua được giá thanh lý là giờ giá chỉ còn một nửa thôi. Các anh có thể trải nghiệm dòng còn này, giá chỉ bằng một nửa. Và 3m6 hàng cứng 6H ạ. Gờ đất cũng có tem chống hàng giả nè. Có tem chống hàng giả luôn. Có khoen để bộ da bảo hiểm đầy đủ luôn nha các anh. Hàng 6H. Nóc chụp đi kèm, nóc chụp như gì. Alo quá to luôn các. Alo to độ cứng cao nha, hàng cứng 6H. 90g cái này ạ. Và cần câu mã số 13. Mã 13 và giá cần sẽ là 990.000 nha các. 990.000 để giá chỉ bằng một nửa so với giá tại cửa hàng mà các chủ sở hữu một cây cần này. Còn đầy đủ túi, nắp chụp với lại một cái hộp luôn. Chưa qua sử dụng, không thấy gì hàng độc hộp. Giá quá hời canh. Đây là mã số 13, có giá là 990.000. Và tiếp theo mã số 14. 14 lên cho anh một mẫu cần câu tay Herabuna có chiều dài là 6m3 ạ. Cây này rất là ưng ý nha các. 10 khách nhận hàng, chưa khách nào chê cây này luôn. Phôi lóng dài cực kỳ. Đây để lấy lóng ra cho các xem cái độ dày này. Mình xem độ dày phôi nha. Trôi chép nè, hoặc các anh đánh chấm cỏ, chấm đen. Đánh săn hàng dịch vụ 5-7kg, 10kg. Cây này con cất luôn. 10kg cũng được nha các. Chỉ là kỹ thuật dòng cá của mình. Phôi lóng đẹp, carbon xoắn toàn thân luôn, dày dặn chắc chắn. Đọt cần thì sẽ là đọt 1.2 ly ạ. Nó xoắn tất cả các lóng như này nha. 6m3 hàng cứng 5H. Và đặc biệt thiết kế của cây 6m3 thì nó có một chỗ là cái lóng thứ hai, là lóng thứ hai này các, là cái lóng chịu lực, cho nên là họ sẽ làm ngắn hơn so với những lóng còn lại để giảm cái rủi ro mà nổ lóng nha các. Nhưng đây là zin của nó nha, chứ không phải là cắt bớt đâu. Cần thì còn zin nguyên bản nè, ta xem carbon xoắn, đầu viền màu nâu, sọc vàng nè, ở những lóng này cũng vậy. Nên là đây là zin của cần chứ nó không có lỗi lầm gì hết nha. Mình nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái. Và đọt sẽ là đọt 1 ly 2 ạ. Đọt 1 ly 2, carbon chắc chắn cực kỳ. Đọt 1 ly 2, hàng cứng 5H nha các. Ra thẳng tương luôn, không hề vọng tí nào hết. Độ cứng 5H. Và đây các anh xem móng gốc nha. Xem móng gốc, xem thông số này. Chiều dài là 6m3. Lóng gốc thì nó sẽ xoắn ít như này. Lóng gốc sẽ xoắn ít như này ạ. Nắp chụp đi kèm đầy đủ này. Hàng cứng 5H. Đo 1 ly 2 và trọng lượng cây này nó là 224g. Phôi dày, carbon đẹp mà nó lại vừa tay nha các, nó không bị quá nặng. Không có bị quá nặng. Cây này có mã số là số 14. Mã cần câu số 14 có giá là 1.050.000. Mã 14 1.050.000 ạ. Và tiếp theo mã số 15. 15 lên cho các anh cây cần câu lưu của Shimano, dòng cần máy đứng, chiều dài 2m49 ạ. 2m49 dòng F-Ride. Và thông số tải mồ của nó là từ 7 cho đến 30g thì cứng tầm M nha các anh. 2m49 cứng tầm M. Tải cá từ 6 cho đến 12lb ạ. Bát sử dụng là bát C4+. Và cái phần cán tay cầm là dạng cán bóng chày nha các anh. Cán tay cầm là cán bóng chày nè, cán carbon monoconvex ạ. 2m49 nha các anh. Và dàn khoen sử dụng
toàn bộ là khuyên Fuji sứ đen ạ. Fuji sứ đen 249, đo cân 1.7 ly và trọng lượng cần này là 145 gram, mã số 15 có giá là 750.000, 750.000 cây này nha, mã 15 750.000. Và tiếp theo 16 em có cây này dành cho các anh công mương suối này, rất là hợp lý luôn. Dòng mà Achin Master Carbon Rod dài 2m19 2m19 và lưu mát là 6 gram, cứng tầm UL nha các. Còn cứng UL khoen bách hãng, còn UL để canh công mương suối này, đọt bé đọt 0.6 ly, còn UL nha, tả mồi mát 6 gram, dàn khoen toàn bộ khoen hãng hết, đo là 0.6, còn trọng lượng là 90 gram, trọng lượng 90 gram cây này ạ. Carbon rod nha các, mã cần câu số 16, mã 16 và giá cần là 350.000, cây này mã 16 có giá là 350.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 17 thì có một cây 1m98 độ cứng ML nha các, dòng Black Hole Rock 1m98 ML, cây này quá xuất sắc luôn các, độ mới còn 90-95% luôn, độ mới còn cao lắm ạ. Khoen thì là khoen hãng, bát cũng bát hãng luôn, nhờ phôi cần là phôi carbon xoắn nổi nè, sờ và có thể cảm nhận được cái vân carbon xoắn luôn đó các, nó xoắn nổi bên lóng ngọn nha. Hãng Suyumi China xuất Nhật, 1m98 cứng ML, tải mồi từ 3-12g, còn tải cá thì từ 2-10lb ạ, 2-10lb, cán tay cầm, cán gỗ bần. Và đo cần 1 ly 8, trọng lượng là 126g, mã số 10 ạ. Cái này mã 17 các, mã 17 giá là 500.000, mã cần 17 giá 500.000 ạ. Tiếp theo 18 giới thiệu đến canh cây Suyumi dòng Bass Pomper nha. Cái này cũng đẹp, hàng của Hàn Quốc sản xuất. Nó đẹp ở chỗ khuyên gold nha các, khuyên nó khuyên gold. Còn sứ bên trong á là Fuji sứ đen. Chiều dài 1m8, cứng L, tải mồi mát là 1/4 GZ, là khoảng tầm 7g, cứng L tải 7g. Tải cá thì từ 6-10lb ạ, nó có tem vàng đầy đủ luôn, bát hãng nè, cán tay cầm, cán gỗ bần, vẫn còn nguyên siêu á các, vẫn còn nguyên siêu chưa bóc ra nha, siêu vẫn còn đầy đủ luôn. Và thông số ngọn cần 1.7 ly, trọng lượng 110g, mã số 18, mã 18 và giá cần là 630.000, mã 18 630.000. Tiếp theo mã 19, cây này đẹp xuất sắc luôn các. Nhìn bên ngoài á, thấy được cái độ mới của cây cần, nó đẹp lắm các, tầm 90%. Tại vì cái màu nước sơn nó hơi trầm tí thôi, chứ nó đẹp vào tầm 90% nha, nó ít xước lắm ạ. Cây này là dòng Spin 1m8 cứng L, cần của Hàn Quốc sản xuất, bát hãng, bát vặn, cán tay cầm, cán mút nè, phôi là carbon xoắn và khoen là Fuji loại sứ đen dạng khoen hai chân. 1m8 cứng L, đọt cần là đọt 1.8 ly, cây này đọt 1.8 ly nha các, trọng lượng là 108 gram, mã cần câu số 19, mã 19 là cây này có giá là 650.000, mã 19 giá 650.000 ạ. Tiếp theo mã số 20 em có cái bản cần là Major Grab này các. Hai Macho này á, nó sẽ có hai bản, một là Việt Nam sản xuất và hai là China sản xuất, chứ Macho này nó không có hàng nội địa nha các. Như cây này là của China xuất Nhật này, Macho Grab Papara. Chiều dài là 1m98, cứng L, tải mồi mát được 7g, tải cá từ 4-8lb, dàn khoen hai chân, khoen hai chân nha, khoen Fuji sứ đen, cứng L và đọt cần là đồng 1.7 ly ạ, là 1.7 ly. Cái màu nước sơn nó là màu xanh đậm nha các. Bát Fuji, bát vặn, cán tay cầm, cán gỗ này, còn bên dưới là cán mút ạ. Thông số ngọn của cần này 1 ly 7 và trọng lượng là 114 gram, mã cần số 20. Mã 20 giá cần sẽ là 1.150.000, 1.150.000 cây này, mã số 20 ạ. Tiếp theo mã 21, siêu phẩm cần đua của Shimano ra các, dòng Bát Quan XT nha. Bát Quan XT, cái này thì tên mua nó không khác gì hàng độc hợp luôn. Đủ hộp, đủ túi vải đi kèm. Mình đi công cầm túi thôi các, nó đỡ xước cần mà nó cũng không có bị cong kênh. Shimano Bát Quan XT, chiều dài cần 1m68, độ cứng L, tải mồi 2-10g, tải cá 4-10lb. Con này sản xuất ở Hàn Quốc.
khói mà có tên vàng. Bóp thì sử dụng là dạng bóp chạy nha các anh. Bóp chạy này mình rất là dễ điều chỉnh nha. Mình muốn đặt máy cao hay thấp á, thì mình có thể điều chỉnh cái bóp này, tiện lợi lắm các anh. Khoen hai chân Fuji lọ sứ đen, mới keng à, chưa qua sử dụng đâu các anh, mới keng luôn á. Cái này thì đọt là 1 ly 5, trọng lượng vỏn vẹn chỉ có 62 g thôi, siêu nhẹ, lùa mưa suối nha, cả ngày không sợ mỏi tay luôn. Với lại cần L này, khi mà các anh vẫy ngọn cần á, nó sẽ có độ dẻo, độ nảy hơn, nên là cái action nó cũng đẹp hơn, thu hút cá rất là hiệu quả nha các anh. Đây là mã số 21 nè, mã 21 Shimano, 1.150.000, vẫn còn hợp, 1.150.000, mã 21 ạ. Và tiếp theo là mã số 22. 22 em có cây Seabass Runner nha các anh, dài 2m7, hãng Suyumi luôn, tải mồi 10-35g, 10-35 thì cứng và mềm mờ cho mình nha. Còn tải cá thì từ 8-16 lb và cũng 7-8 kg cá nha các anh, trên dưới 7-8 kg cá. Bắp hãng, bắp vặn, cán tay cầm, cán mút ạ, cán tay cầm, cán mút cho mình. Phôi cần là phôi carbon nha các anh, phôi carbon khoen bắp hãng. Đo sẽ là đồng 1 ly 9, trọng lượng 184 g. Mã số 22 và giá của cây cần này là 580.000, mã 22 580.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 23. 23 thì có cây Zitcat Light Cutting Rod nha các anh, chiều dài là 2m7. Cây này nó tải mồi mát tới tận 60g nha. Còn dứt, vừa lùa vừa dứt. Còn Light là tải từ 1 chấm đến 2 chấm dây BE. Bát thì sử dụng là dạng bát hãng, còn cán tay cầm, cán mút, khoen hãng luôn nha các anh, khoen bát hãng. Đo cần thì là 2 ly, trọng lượng 100, cái này trọng lượng là 150g nha, 150g, đọt 2 ly, 150g ạ. Mã số 23 và giá cần này là 650.000, 650.000 mã 23 ạ. Tiếp theo là mã số 24, 24 thì em có một cây 3m nha các anh, không, cây là 3m3 luôn, 3m3 và tải cá là 10-20 lb, tải mồi từ 10-42g, bát thì là bát Fuji, bát vặn, cán tay cầm, cán mút dài ạ. Và dàn khoen sử dụng là khoen 3 chân, khoen Fuji lọ xứ xích nha các anh, khoen Fuji lọ xứ xích nè, bát Fuji luôn, nguyên gói bộ ngon lành hết nha. Là dàn khoen nè, sáng bóng mà các anh, cái xứ bên trong nó được mài tròn á, xứ này các anh ném dây nó đi nhanh lắm, nó thoát dây, nó đi xa nè, với lại nó chống xoắn dây cực kỳ tốt. Alo cũng vậy, alo xích luôn, alo to nha các anh, chống xoắn dây. Và thông số ngọn cần này sẽ là ngọn 2.3 ly, và 2.3 ly còn trọng lượng là 226g nha các anh. Và cần câu mã số 24, giá cần 1.850.000, mã 24 1.850 ạ. Và tiếp theo mã số 25, mình giới thiệu đến các anh, đây là cần 2 khúc chuyên câu cá tra nha, chuyên câu cá tra, câu săn hàng, đánh giải này, câu hồi dịch vụ. Chiều dài 3m2, độ cứng 3XH và lưu mát của nó là 250g, dây BE mát là 12 nha các anh. Cây này nếu mà các anh tải tải mồi câu cá tra nha, mình tải tầm 3-4 bi, bình thường các anh đánh giải em thấy các anh đánh tầm 3-4 bi, nhưng mà cây này có thể tải mát lên tới 5 bi nha các anh. Còn tải mồi cỡ chừng ký, ký rưỡi vô tư nha, dòng Okinawa Manbika. Phôi này nó dày dặn chắc chắn lắm các anh, cái quả phôi carbon xoắn hai da cực kỳ chất lượng luôn. Còn dàn khoen thì sử dụng là khoen chân ca, khoen Fuji lọ xứ xích, còn chân khoen là titanium ạ. Đọt cân 3 ly 6 nha các anh, đọt to 3 ly 6, phôi dày cực kỳ luôn, cầm rất là đầm tay, rất là chắc tay ạ. Bát Fuji Gold, bát vặn. Và bên dưới này á sẽ là một cái là cố định máy, còn một cái là chống trượt nha các anh, một cái chống trượt, còn một cái là cố định máy nè, Fuji Gold. Cán tay cầm, cán mút ạ. Đọt 3 ly 6, trọng lượng 560g và mã số 25. Mã 25 giá là 1.950.000, 1.950.000 mã số 25 ạ. Và cuối cùng kết thúc video hôm nay sẽ là một cây cần 3 khúc nha các anh. Cần 3 khúc câu lục xa bờ nha, của Mamiya, Mamiya hàng Thái Lan sản xuất ạ. Chiều dài là 4m25, độ cứng 35, cứng AX nha các anh. Dàn khoen sử dụng là Fuji lọ xứ xích, khoen 3 chân, Fuji xứ xích khoen 3 chân này. Và đọt cần là đọt 3.8 ly nha các anh, đọt to 3.8 ly, phôi lóng dày dặn chắc chắn này,
Lâu lắm dài dặn chắc chắn cực kỳ luôn. Chiều dài 4m25, cứng AX cứng 35 ạ. 4m25, cứng AX cứng 35 ạ. Và nó sẽ là xoắn X2 da, xoắn 40T toàn thân luôn nha các. Xoắn rất là đẹp. Xoắn 40T toàn thân. Bát Fuji, dạng bát gập. Còn đây là cán tay cầm ạ. Đọt Bali 8, trọng lượng là 568g. Và cây mã số cuối cùng, mã 26, có giá là 3.150.000, 3.150, cây mã 26 nha các. Và em cũng xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các đã xem hết video của kênh em ạ. Ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký kênh nha các anh. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất từ kênh của em nha. Chào tạm biệt các anh ạ.